Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 14 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, sau khi cơn bão số 5 vừa đổ bộ vào đất liền của nước ta ngày hôm qua gây ra nhiều thiệt hại, thì miền Trung dự báo có thể sẽ tiếp tục phải hứng chịu thêm một cơn bão nữa trong tuần sau. Thông tin cụ thể về cơn bão này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ít phút nữa. Còn bây giờ trước tiên sẽ là phần dự báo và tình hình thời tiết trên 3 miền đất nước trong ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu từ cơn bão số 5 nên ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn còn có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo trong 24 giờ tới nên khu vực này tiếp tục sẽ có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 50 cho tới 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Trong khi đó thì từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi mưa sẽ giảm dần về diện và lượng. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong đêm qua chỉ còn có mưa rải rác, hôm nay mưa giảm xuống còn vài nơi. Do có mưa nên trên các sông từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này thì mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Còn về mức nhiệt trong ngày hôm nay, do có mưa nên khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình sẽ có mức nhiệt dao động từ 30 đến 32 độ. Khu vực Quảng Trị, từ Thiên Huế, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 33 độ. Còn các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ ở ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Với các tỉnh Bắc Bộ, trời cũng chuyển nhiều mây hơn do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Mưa cũng sẽ xuất hiện rải rác vào đêm và sáng, có khả năng có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 80 cho tới 130 mm, có nơi trên 150 mm. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn vùng sẽ dao động trong ngưỡng từ 30 tới 33 độ. Những nơi mưa nhiều như là vùng đồng bằng và ven biển có nhiệt độ trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 29 cho tới 30 độ và giảm hơn so với ngày hôm qua từ 3 cho tới 4 độ. Ở phía Nam, do gió mùa Tây Nam vẫn duy trì về cường độ nên trong chiều tối nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa ở nhiều nơi, trong đó có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là từ 27 tới 29 độ, còn tại Nam Bộ duy trì mức nhiệt là từ 30 tới 32 độ. Sau đây là tin cảnh báo bão sớm. Thưa quý vị và các bạn, theo mô hình dự báo của Mỹ, sau ngày 20 tháng 9, Biển Đông có khả năng đón thêm một cơn bão. Cụ thể, trong những ngày tới vào cuối tuần này, một vùng nhiễu động trên Thái Bình Dương sẽ mạnh lên thành bão. Đến 12 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc, 127,3 độ Kinh Đông, cách đất liền miền Trung Philippines khoảng 270 km. Từ khoảng ngày 21 tháng 9, cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines, sau đó di chuyển vào Biển Đông để trở thành cơn bão số 6 trong năm 2021 của nước ta. Hiện theo dự báo, bão có đường đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền vài ngày sau đó. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi thường xuyên diễn biến vì thời tiết có thể thay đổi bất ngờ. Từ thời điểm này trở đi, bão sẽ xuất hiện nhiều hơn vì đã bước vào cao điểm của mùa bão tại Thái Bình Dương, trong đó có nhiều cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất nước ta. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay việc 2 tới 3 cơn bão liên tiếp xuất hiện trên Biển Đông thì hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại chưa tới cao điểm mùa bão, phải tháng 10 và tháng 11 mới là cao điểm của mùa bão năm nay. Đây cũng sẽ là quãng thời gian xảy ra mưa lớn dồn dập ở khu vực miền Trung với các đợt mưa lớn kéo dài, cộng thêm nguy cơ về xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trọng tâm là các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.